Alzheimer hay còn gọi là chứng suy giảm trí nhớ, hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Anh. Năm 2022, nước Anh ghi nhận 66.000 trường hợp qua đời do chứng bệnh này. Khoảng 1 phần 3 số người Anh mắc chứng suy giảm trí nhớ chưa từng được trần đoán chính thức. Tuy nhiên, chi phí để trần đoán các triệu chứng liên quan đến suy giảm trí nhớ tại Anh rất đắt. Chỉ có khoảng 2% bệnh nhân có thể tiến hành các xét nghiệm này. Để phát hiện nhiều trường hợp mắc chứng suy giảm trí nhớ tại Anh, Nhóm nghiên cứu từ Đại học Oxford và Đại học London đang triển khai một phương pháp mới thông qua xét nghiệm máu đơn giản. Điều độc đáo của dự án này là chúng tôi sẽ triển khai các xét nghiệm tại nhiều trung tâm ở Anh để giúp những người đang điều trị hàng ngày có thể tiếp cận được. Ngay khi chúng tôi có đầy đủ dữ liệu và đánh giá tính hiệu quả của các xét nghiệm thì trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ xin cấp phép để các xét nghiệm có thể được sử dụng để sàng lọc trong cộng đồng tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm phát hiện sớm bệnh Alzheimer. Hiện nay, việc chẩn đoán bệnh Alzheimer chủ yếu dựa vào quan sát triệu chứng lâm sàng, nhưng các triệu chứng lâm sàng chỉ xuất hiện sau khi phát bệnh từ 10 đến 20 năm. Lúc này, bệnh đã phát triển đến giai đoạn giữa và cuối và người bệnh khó có thể điều trị hiệu quả. Với độ chính xác ngang với các phương pháp quét não hoặc chọc giò tùy sống hiện nay, phương pháp xét nghiệm máu được kỳ vọng có thể chẩn đoán bệnh Alzheimer sớm, góp phần phòng ngừa và điều trị dứt điểm căn bệnh này.